Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Phu nhân của Messi làm điều bất ngờ với người hâm mộ, mơ mơ khi nào sẽ quay lại để đá. Mới gần đây, một đoạn video đang gây sốc trên mạng xã hội khi mà vợ của Messi là Antonella dừng xe để cổ động viên được gặp và chụp ảnh với thần tượng là chồng của mình. Một cổ động viên bất ngờ đến nỗi suýt ngất xỉu vì không tin điều kỳ diệu xảy ra. Antonella đã cố tình dừng xe khi cô nhận thấy có vài cổ động viên muốn gặp chồng mình là danh thủ Messi đang đi cùng. Chưa rõ là đoạn video này được quay khi nào, thế nhưng các hình ảnh cho thấy Messi và vợ đang di chuyển rất nhanh trên một chiếc SUV màu đen trên đường phố Miami của Mỹ. Khi giảm tốc độ và dừng xe, vợ Messi còn chỉ vị trí ngồi của chồng mình để các cổ động viên thuận tiện gặp gỡ và chụp ảnh, tờ Marca của Tây Ban Nha cho biết. Trong số các cổ động viên, có một phụ nữ có lẽ không tin việc vợ Messi giảm tốc độ và dừng xe để các cổ động viên giao lưu. Người nàng mừng đến nỗi suýt ngất xỉu khi gặp Messi. Trong nhóm cổ động viên còn có hai người đàn ông mặc áo đội tuyển Argentina đều được Messi bắt tay, chụp ảnh và ký tặng lưu niệm, tờ Marca chia sẻ. Đây không phải lần đầu Messi thể hiện sự thoải mái khi giao lưu với các cổ động viên. Kể từ khi chuyển đến nước Mỹ thi đấu, danh thủ người Argentina thường xuyên giao lưu và chụp ảnh, lưu niệm với các cổ động viên khắp mọi nơi, từ sân bóng đến siêu thị hay là trên đường phố mỗi khi có dịp. Khi nào Messi trở lại thi đấu? Đây là câu hỏi mà các cổ động viên của câu lạc bộ Inter Miami đang thắc mắc nhất hiện nay. Danh thủ 36 tuổi người Argentina tiếp tục vắng mặt trận đấu gần đây của Inter Miami khi để thua ngược đối thủ Monterrey với tỷ số là 1-2 trong trận đấu tứ kết lượt đi của giải CONCACAF Champions Cup. Huấn luyện viên trưởng Tata Martino sau trận đấu trên cũng không xác nhận thời điểm khi nào Messi trở lại thi đấu. Dù chấn thương gân khoeo chân phải đã bình phục nhưng danh thủ này vẫn chưa đủ điều kiện để trở lại với sân cỏ. Nhiều hy vọng Messi sẽ thi đấu trở lại vào cuối tuần này khi mà Inter Miami tiếp đối thủ Colorado Rapids ở giải MLS vào lúc 6 giờ 30 ngày 7 tháng 4. Qua đó sẽ có sự chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp lại Monterrey trên sân khách lúc 9 giờ 30 ngày 11 tháng 4 nhằm có cơ hội lật ngược tỷ số thua 1-2 lượt đi để lấy vé vào bán kết của giải CONCACAF Champions Cup. Erik Ten Hag tuyên bố Manchester United đã thống trị cuộc chơi tại Stamford Bridge, nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến Quỷ Đỏ thua đau Chelsea. MU tưởng như đã có thể làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục sau khi để Chelsea nhanh chóng dẫn trước hai bàn chỉ sau có 19 phút, với bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ tư của Gallagher và quả phạt đền từ Cole Palmer với sai lầm của Anthony. Trong vòng có 5 phút thì Garnacho ở phút 34 và đội trưởng Bruno thay nhau lập công, lần lượt rút ngắn rồi gỡ hòa cho Quỷ Đỏ, làm nên hiệp 1 hấp dẫn với 4 bàn thắng. Đến phút 67, lại là chàng trai trẻ Garnacho điền tên vào bảng điện tử, đưa MU dẫn ngược 3-2 ấn tượng. Tuy nhiên đoàn quân của Ten Hag một lần nữa ôm hận vào những giây cuối, như cách họ vừa bị Bradford trừng phạt ngay trận trước đó với tỷ số hòa 1-1. Thế nhưng lần này còn đau hơn như vậy với hai bàn thủng lưới trong có 2 phút 90 cộng 10 và 90 cộng 11 đều đến từ một cái tên là Cole Palmer, trong đó một bàn từ chấm 11m sau lỗi của Dalot khép lại trận cầu kịch tính Chelsea 4-3 trước MU. Với phe trung lập, đó là một trận đấu tuyệt vời, chất lượng chuyên môn cao. MU đã thống trị cuộc chơi, thế nhưng những sai lầm cá nhân khiến cho chúng tôi phải trả giá bằng thất bại. Chúng tôi cần phải rút ra bài học nghiêm khắc cho mình. Khi bạn là cầu thủ của MU, bạn hẳn sẽ phải biết đối phó với tình huống này, Erik Ten Hag phát biểu sau trận. Với việc để thua đau Chelsea, có nghĩa là MU lại bỏ lỡ cơ hội thu hẹp điểm số với Tottenham Hotspur, hòa 1-1 trước West Ham và Aston Villa, thua 1-4 trước Man City, khiến mục tiêu kiếm tấm vé dự cúp C1 mùa tới càng trở nên xa vời. Quỷ Đỏ hiện tại vẫn đang kém Tottenham Hotspur 9 điểm và Aston Villa là 11 điểm. Trong 5 ngày, MU đánh mất 5 điểm. Điều đó là không thể chấp nhận. Chúng tôi sẽ cần phải có tiêu chuẩn cao nếu như muốn giành suất đá Champions League. Thật đáng thất vọng, MU đã để thua một trận đấu mà đáng lẽ ra là có thể thắng, thuyền trưởng người Hà Lan than thở. Quỷ Đỏ bết bát đồng nghĩa với việc chiếc ghế của Ten Hag tại Old Trafford cũng ngày một bấp bênh hơn. Leverkusen thắng Düsseldorf 4-0 ở bán kết ngày 3 tháng 4 để vào chung kết cúp quốc gia Đức sau khi gần như cầm chắc Bundesliga.
Có lợi thế sân nhà Bayern, Leverkusen sớm áp đảo đối thủ đang chơi ở giải hạng nhì. Ngay phút thứ 7, sau khi Patrick Schick sút đập chân hậu vệ đội khách khiến bóng trôi ngang trong vòng cấm, Jeremy Frimpong sút nối vào góc cao mở tỷ số. Sau bàn thắng sớm, đội đang dẫn đầu Bundesliga tiếp tục thế trận một chiều. Họ kiểm soát bóng 78%, dứt điểm 18 lần, nhiều gấp 3 so với Düsseldorf. Phút 20, Leverkusen nhận đôi cách biệt sau khi nhận được chuyền phản công từ Florian Wirtz. Armin Adin sút chéo góc tung lưới thủ môn Florian Kastenmeier. Leverkusen tiếp tục gây áp lực lên phần sân của đối thủ trước khả năng pressing của đội bóng hay nhất nước Đức. Düsseldorf buộc phải đưa bóng về vòng cấm và mắc sai lầm. Sau đường truyền lên không chính xác của Kastenmeier, các cầu thủ Leverkusen chỉ còn có 2 đường truyền để đưa bóng trở lại vòng cấm cho Wirtz. Sau đó, số 10 của Leverkusen đẩy một nhịp lừa cả Kastenmeier lẫn hậu vệ theo kèm, rồi sút vào góc xa nâng tỷ số lên 3-0. Düsseldorf cũng sút một vài lần hướng khung thành Leverkusen nhưng đều không thắng được thủ môn Martin Kova. Phút 60, đội chủ nhà ấn định chiến thắng 4-0 sau khi Trick đánh đầu trúng tay một hậu vệ Düsseldorf trong vòng cấm. Trọng tài kiểm tra VAR và thổi phạt đền, Wirtz sút chính xác trên chấm 11m và để hoàn tất cú đúp cá nhân, tiền vệ 20 tuổi tham gia vào bàn thắng thứ 31, 13 bàn và 18 pha kiến tạo trong 38 trận mùa này, giúp cho Leverkusen nâng mạch bất bại lên 40 trận. Trong trận chung kết Cúp Đức ngày 25 tháng 5 trên sân trung lập Olympia ở thủ đô Berlin, Leverkusen sẽ gặp một đội hạng nhì khác là Kaiserslautern. Kaiserslautern đang đứng thứ 16 giải hạng 2 và đối mặt nguy cơ xuống hạng 3 mùa sau, trong khi Düsseldorf xếp thứ 3. Ở Bundesliga, Leverkusen đang dẫn đầu với cách biệt là 13 điểm, hơn đội thứ 2 là Bayern. Nếu thắng cả 3 trận tới, đội bóng của ông Xabi Alonso sẽ giành được danh hiệu đầu tiên vào ngày 20 tháng 4. Bên cạnh Bundesliga và Cúp nước Đức, Leverkusen còn gặp West Ham tại tứ kết của Europa League. Ba cặp tứ kết còn lại gồm có Milan, Roma, Liverpool, Atalanta, Benfica, Marseille. Nếu thắng ở tứ kết, Leverkusen sẽ gặp vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Milan với Roma. Việt Nam sa sút nhất trên bảng xếp hạng của FIFA. Đội tuyển Việt Nam bị trừ 30 điểm và rơi 10 bậc, hai thông số tệ nhất theo bảng thứ tự bóng đá nam được FIFA công bố ngày 4 tháng 4. Hai trận thua Indonesia ở vòng loại 2 World Cup 2026 khiến cho Việt Nam tiếp tục là đội tuyển bị trừ điểm nhiều nhất trên bảng của FIFA. Hồi tháng 2 2024, đội bị trừ 41 điểm và rơi 11 bậc sau 3 trận toàn thua tại Asian Cup 2023. Khi đó đội giảm nhiều bậc nhất là Ấn Độ, mất 15 vị trí. Lần này Việt Nam sa sút nhất ở cả số điểm lẫn vị trí. Các 3 đội bị giảm nhiều bậc chỉ sau Việt Nam là Malaysia, Đài Loan và Mauritius đều mất đến 6 bậc. Trong đó Mauritius cũng bị trừ nhiều điểm thứ hai sau Việt Nam. Hiện tại Việt Nam ở vị trí 115 của FIFA, rơi 20 bậc so với thời điểm Chu Xie bắt đầu dẫn dắt đội tuyển. Dưới trướng của huấn luyện viên trưởng người Pháp, đội thua 10, chỉ thắng 3 trong 13 trận tính điểm của FIFA. Trận còn lại với Kyrgyzstan được tính là đá tập. Ở những giải đấu chính thức với trọng số cao hơn, đội tuyển thắng 1 và thua 6 trận. Việt Nam vẫn đứng thứ vị trí 19 châu Á và số 2 Đông Nam Á sau Thái Lan. Với một trận hòa, một thua trước Hàn Quốc ở vòng loại World Cup, Thái Lan dậm chân vị trí thứ 101 của FIFA, 18 châu Á. Indonesia thăng tiến nhanh nhất khi mà họ được cộng thêm 30 điểm lấy từ chính đội tuyển Việt Nam và đã tiến thêm được 8 bậc lên thành 134 thế giới. Tại Đông Nam Á, đoàn quân của ông Shin Tae-yong cũng đã nhảy được 2 bậc lên đứng thứ 3 chỉ sau đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Bảng FIFA được dùng để xếp hạt giống các giải quan trọng cấp độ đội tuyển như là vòng loại World Cup hay là Asian Cup. Vị trí thấp nhất của đội tuyển trong lịch sử là 172 tháng 12 năm 2006. Vị trí 115 hiện tại là thấp nhất với đội kể từ tháng 11 năm 2017 ở bậc 125. Khi mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo bắt đầu dẫn dắt đội tuyển, đội cũng từng lên chơi ở vị trí thứ 90 dưới thời của ông Park là tháng 6 năm 2021. Còn một cách khác được dùng để so sánh sức mạnh tương quan giữa các đội tuyển không dựa trên tính quan trọng của trận đấu, đó là Elo. Theo như chỉ số này, Việt Nam thậm chí chỉ đang đứng vị trí 148 thế giới sau cả Thái Lan, đội có thứ hạng 102, và Indonesia hiện tại đang đứng 122.